Oxy đảm bảo là các bạn ăn cái này thì các bạn không thể nào không cười được. Wow. Chắp chắp cùng Oxy. Xin chào tất cả mọi người, mình là Oxy. Các bạn ơi, hôm nay Oxy sẽ chỉ cho các bạn cách làm pizza và tteokbokki. Và cái này là thịt gà nướng này các bạn. Bây giờ Oxy sẽ chỉ cho các bạn làm nha. Tại vì sao mà tại vì vừa đó Uchi streaming á, ai cũng hỏi là anh ơi cái này làm sao không thấy rõ, cho nên là hôm nay là một ngày gọi là thấy rất là rõ và các bạn sẽ biết cách làm và các bạn có thể ăn ở nhà được. Ok, bắt đầu làm. Thì trước tiên là mình còn tteokbokki các bạn, tteokbokki. Còn thứ hai đó là phô mai. Cái này là Uchi mua ở Circle K nha mọi người, hoặc là các bạn có thể qua siêu thị lớn thì các bạn sẽ thấy, nhưng mà cái này là thời hạn sử dụng chỉ tới một tháng thôi, cho nên là các bạn phải ăn, mua là phải ăn ngay nhé mọi người. Ok, sau đó là tương cà rất là quan trọng ở đây. Ok, và sau đó là mình còn pizza, nhưng mà các bạn có thể mua Domino pizza hay là Pizza Hut, Pizza Inn, cái nào cũng được nha mọi người, càng to càng tốt. Còn cuối cùng đó là thịt gà nướng các bạn. Ok, bây giờ chị mở cái này ra. Wow. Sau đó là mình, đúng rồi, mình phải nấu tteokbokki đã. Ok, đầu tiên là mở cái này ra các bạn. Ok, các bạn nhớ lấy cái này ra nha mọi người, không được ăn. Sau đó đổ cái này mọi người. Ok, sau đó mình sẽ đổ nước. Đổ nước từ từ thôi các bạn. Cái mùi. Bây giờ mình đợi thôi các bạn. Trong khi đó thì các bạn nhớ đóng lại cái này nhá. Uchi sẽ cắt thịt nướng nha mọi người. Thơm thơm. Các bạn nhớ ăn cho dễ nha. Còn trong khi đó thì Uchi vẫn phải cắt phô mai các bạn. Tươi. Ok, còn phô mai thì cắt vào thịt nha mọi người. Tốt nhất là ta cắt kiểu này mới đúng. Và bây giờ thì lại có bánh rồi mọi người. Đầu tiên là sau đó là Oxy sẽ lắc lên. Ok, lắc lên. Ok, lắc lên phô mai này như thế này xong, mình sẽ đổ vào tteokbokki tiếp cho mọi người. Để Oxy kiểm tra nó chín chưa nè. Chưa chưa. Nó vẫn còn cứng à. Sao kỳ đó. Cái này mình phải bỏ vào cái nồi mới đúng. Nó làm sao rồi? Cái này cho nó xoay lên. Bây giờ Oxy mang cái này xong rồi xuống dưới bếp. Xong rồi Oxy để lò pi ba khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó Oxy sẽ mang lên, xong rồi Oxy sẽ đắp lên cái tteokbokki với lại tương cà là xong rồi các bạn. Các bạn lỗi chút nha mọi người. Ta-da! Các bạn ơi, Oxy đã bỏ vào lò pi ba xong rồi ra rồi các bạn. Oxy để 5 phút nha mọi người. Và ở đây là tteokbokki. Wow, tteokbokki cực kỳ nóng. Bây giờ Oxy đổ lên đây. Cay. Ok. Bây giờ lắc lên tương cà là xong rồi các bạn. Tương cà. Các bạn có chảy nước miếng không các bạn? Có ai đã chảy nước miếng rồi thì các bạn nhớ comment nhiều Oxy nhá. Comment cho Oxy biết là cái này ngon. Ok các bạn ơi, bây giờ chỉ cần mình xào lên thôi các bạn. Các bạn xem nhé. Cái này còn như phô mai. Phô mai, các bạn thấy phô mai không? Đây là cái điều mà Uchi rất muốn thấy. Mình thấy phô mai không? Ok, bây giờ bắt đầu Uchi ăn thử nha. Đây là lần thứ hai Uchi ăn. Nhưng mà mỗi lần Uchi ăn là cảm thấy rất là sao hết. Rất là hạnh phúc.
Là biết sao lại ăn vừa ăn pizza vừa ăn tteokbokki này vừa ăn thịt gà. Cái phô mai này nó không thể nào. Uchi đảm bảo là các bạn ăn cái này thì các bạn không thể nào không cười được. Wow, xuất sắc quá, xuất sắc thiệt. Đầu sẽ ăn với thịt gà với pizza với tteokbokki thử nha. Tteokbokki là bánh gạo nha mọi người. Nãy Uchi tteokbokki Uchi sợ người ta không hiểu. Ở đây có tteokbokki đầy đủ nha mọi người. Ăn thử. Pizza, phô mai, thịt gà. Uchi nghĩ là cái này không phải là chỉ Uchi làm được thôi mà là các bạn cũng có thể làm được, cho nên là các bạn làm thử nha mọi người. Nãy giờ cách ăn đó là cách thứ nhất, còn cách thứ hai là các bạn có thể lấy miếng ra. Các bạn khi mà lấy miếng ra các bạn cẩn thận nha. Coi chừng nó đổ lên. Coi cắt miếng. Hiểu không? À, cái này pizza này gọi là pizza thập cẩm là đúng rồi. Pizza thập cẩm fusion với tteokbokki. Ok, Uchi đã nấu và Uchi đã ăn xong hết rồi các bạn ơi. À, cái này hả? Uchi không có bỏ đâu. Uchi sẽ chia sẻ với bạn của Uchi ngay đây các bạn. Và Uchi cảm thấy cái này rất là ngon và đối với Uchi thì cái này 10 điểm. Các bạn nhớ nấu xong rồi các bạn nhớ comment cho Uchi biết là các bạn nấu có ngon không và bao nhiêu điểm, và các bạn cảm thấy cái này có hay hoặc là có ý kiến khác nữa thì các bạn nhớ comment nhận Uchi biết nha. Và Uchi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Uchi và các bạn nhớ bấm like và các bạn nhớ bấm subscribe nhận Uchi nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Ok, ăn tiếp. Chứ ăn đi chị. Ủa mà nghe nói chị nhắm cơm mà. Vicky TV. Một người giống như là mấy ngày rồi không ăn á. Ra từ tù. Cái áo giống tù rồi. Chị ăn đi đừng cười nữa.